Tiếp theo là bản tin nông thôn giàu đẹp. Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Quảng Ngãi là tạo dựng môi trường hệ sinh thái số nông nghiệp, làm nền móng, kiến tạo thể chế, thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ hàng năm đạt từ 50% trở lên. Tối thiểu 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức trực tuyến. 100% hồ sơ công việc thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được xử lý trên môi trường mạng. 100% các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiêu biểu của tỉnh được hỗ trợ, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử của tỉnh và một số sàn thương mại điện tử như vosò.vn, bosmart.vn. Từng bước số hóa vùng nguyên liệu, khâu sản xuất, chế biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Phấn đấu 50% sản phẩm OCOP được số hóa. Chuyển đổi số toàn diện một số hợp tác xã nông nghiệp điển hình. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền và đào tạo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp, trong quản trị sản xuất, quản lý doanh nghiệp. Sau 4 năm nỗ lực xây dựng và phát triển, Quảng Ngãi đã có 140 sản phẩm OCOP. Xác định chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP chính là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Tỉnh Quảng Ngãi đã và đang có nhiều giải pháp hiệu quả nhằm phát triển bền vững sản phẩm này. Trong đó, việc thúc đẩy các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử, nền tảng số được xem là giải pháp hiệu quả giúp sản phẩm OCOP trở thành thương hiệu mạnh. Livestream bán hàng là công việc hàng ngày của chị Trinh. Rong mơ khô và đường phèn, hai nguyên liệu chính tại Quảng Ngãi, được chủ thể chế biến tạo nên những chai nước rong biển thơm ngon, mát lạnh. Sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh được chủ thể giới thiệu đến khách hàng. Hiện tại, sản phẩm được bán tại thị trường các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Thanh Hóa và Hà Nội. Em có khoảng là 20 điểm bán trên toàn quốc, là đó là những cửa hàng thực phẩm sạch. Thì khi việc ví dụ như có một số đơn hàng mà nó phát sinh ở ngoài tỉnh và nằm trong khu vực có cửa hàng thì tụi em sẽ đẩy đơn về cửa hàng đó và người ta sẽ trực tiếp và gửi hàng tới khách hàng. Tụi em sắp triển khai là bán mô hình online qua các nền tảng như TikTok hoặc là Shopee hoặc là những cái sàn thương mại điện tử. Được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao vào đầu năm 2023, ba dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo của công ty Nấm Ngọc Bảo Thi đã tham gia tại nhiều hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh, tham gia vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Đặc biệt, đã có mặt tại các sàn thương mại điện tử, bán hàng online trên Facebook, Zalo. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, số lượng sản phẩm bán ra tăng nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cái đầu ra của sản phẩm nó tốt hơn. Thì trước kia thì em chỉ bán ở cửa hàng thôi. Thì bữa nay là em mở rộng ở trên các cái sàn thương mại điện tử như là Fanpage, này, Shopee, Lazada. Thì cái sản phẩm của em là đi gấp 4, gấp 5 lần so với cùng kỳ này của năm trước. Khác với kênh bán hàng truyền thống, kênh thương mại điện tử giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có thể giới thiệu quảng bá và đưa thông tin đầy đủ chi tiết về sản phẩm OCOP trong tỉnh đến với người tiêu dùng trong nước, giúp người tiêu dùng có thể tìm hiểu nắm rõ những thông tin về sản phẩm và yên tâm tin tưởng lựa chọn. Để cung cấp sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử, đơn vị sản xuất chỉ cần có giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm, số tài khoản ngân hàng, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên quan đến sản phẩm như hình ảnh, giá bán. Đến thời điểm này, nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản vùng miền của tỉnh Quảng Ngãi được đưa lên giao dịch tại các sàn thương mại điện tử và đã thu hút được một lượng khách hàng. Các cái sản phẩm các sàn giao dịch này không phải là của tỉnh mà kể cả liên kết của các tỉnh còn cả nước cũng như các sàn thương mại như Lazada rồi TikTok thì chung là các cái sản phẩm thương mại được Bộ Công Thương quản lý. Xác định việc triển khai những hoạt động bán hàng tiếp thị thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số là xu hướng tất yếu, đảm bảo duy trì tốt chuỗi sản xuất cung ứng sản phẩm.
tỉnh Quảng Ngãi đã và đang tăng cường đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử và tiếp tục nghiên cứu đổi mới cơ chế chính sách hỗ trợ việc quảng bá tiếp thị theo hướng xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất và tăng cường hỗ trợ để đưa tất cả những sản phẩm OCOP tham gia các sàn thương mại điện tử lớn như Postmark.vn, Lazada, Shopee, Tiki để mở rộng thị trường tiêu thụ, phấn đấu đạt sản lượng bán ra trên các sàn thương mại điện tử trong năm nay tăng từ 15 đến 20% so với năm ngoái.